Hello, mến chào tất cả quý vị anh chị em. Hôm nay là ngày 20 tháng 4 2020. Hôm nay là trên thế giới á, là tổng cộng là 2.484.667 người đã bị cái cơn nhiễm cái bệnh dịch Vũ Hán, và tổng cộng những người chết là 170.584 người, và những người được chữa lành đó là 648.552 người. Tổng cộng là 255 quốc gia và lãnh thổ trên thế giới nó bị ảnh hưởng do cơn dịch này. Thì ở nước Mỹ thì đến ngày hôm nay á, là 797.415 người đã bị nhiễm, và những người đã bị chết là 42.677, và được chữa lành hết tất cả là 72.522 người. Chữa lành hôm nay rất là cao. Tuy nhiên cái số mà 42.000 cái người Mỹ mà chết đó, nó đúng ra thì không có ghi đúng sự thật, hay có cái sự gian lận ở trong đó đó. Giống như ở tiểu bang New York mà cũng khoảng 4.000 người mà mấy ngày trước là đã khám phá ra là không có dính dáng về bệnh Vũ Hán, nhưng mà họ khai vô thêm á, thì 42.000 đã cộng những cái bệnh khác nữa chứ không phải là 42.000 đâu. Thì hôm nay mình nói đó, cho bữa nay mình tóm tắt lại cái cuộc họp báo hôm nay của ông tổng thống Donald Trump á, với lại cái đội ứng phó của ổng. Thì ông cũng nói là xin lỗi, là những cái bang á, nó sẽ mở cửa lại, nhưng mà phải dưới cái điều kiện đúng theo cái sự hướng dẫn của liên bang. Cái an toàn và cái sự trách nhiệm là tối quan trọng trước khi mở cửa ra đó. Thì mở cửa thì mở từng phần, thì nó có ba giai đoạn để mở, thì giai đoạn 1, giai đoạn 2, giai đoạn 3, theo cái sự hướng dẫn của liên bang đó. Hình như là bữa nay là Texas, đây là một tiểu bang gì nữa, là đã mở cửa một phần đó, phần một rồi đó. Và tất cả hầu hết những người Mỹ á, họ muốn trở lại làm việc và sinh hoạt bình thường. Đó là cái mong mỏi của tất cả những người Mỹ, mong mỏi. Trong lúc này mỗi người cũng như tổng thống cũng dặn lại tất cả mọi người Mỹ hiện nay cũng phải là theo cái sự hướng dẫn của liên bang để bảo vệ cái sức khỏe của mình. Thì cái bảo vệ của liên bang là những cái hướng dẫn nó đã có rồi. Tiếng như là giãn đứng xa ra, có nghĩa là một là trước xấu, rồi giữ vệ sinh, rồi những cái sự hướng dẫn đó đã ra thì hầu hết ai cũng biết rồi, nên cũng giữ theo cái sự hướng dẫn đó. Những cái điểm nóng mà lúc lúc trước á, là những cái chỗ mà nó nhiễm nhiều và chết nhiều, là những cái điểm nóng á, thì nó bây giờ nó đã giảm xuống, cái chỗ thì nó giảm xuống 25% cái những cái số người chết đó, và có chỗ thì 30%. Mà cái tiểu bang mà New Orleans đó thì rất là tốt, nó giảm xuống những người chết tới 60%. Và cái tiểu bang Detroit, cái Detroit là thành phố Detroit chứ không phải là tiểu bang, thành phố Detroit cái số người chết đó nó cũng giảm xuống là 50% á. Và tổng thống với lại những người làm việc với tổng thống á, như là bộ trưởng ngân khố, sẽ nói chuyện và thương lượng làm việc với lại quốc hội lưỡng đảng. Thì lưỡng đảng thì nói vậy thôi chứ cũng là đảng cao dân chủ đó, để mà có một cái gói cái ngân sách để mà hỗ trợ cho những người công nhân Mỹ đi làm, nó khoảng 30 triệu người đi làm, ảnh hưởng đến cái hỗ trợ đó, cái gói cái ngân khổ mà để hỗ trợ đó là khoảng 250 tỷ, có thể hơn nữa, tại sẽ thương lượng vào ngày mai nay á, là ngày của Thượng viện sẽ bỏ phiếu để coi thử ra sao. Thì cái sự thương lượng đó nó cũng đến cho cái thỏa thuận của lưỡng đảng nó cũng gần như vậy rồi. Giờ tổng thống cũng nói cái giá dầu hiện nay là nó xuống rất là thấp, rồi rất là thấp chưa từng có, từ lâu đến nay là cái bây giờ là nó hạ xuống là rất là thấp rồi. Thì nước Mỹ cũng mua vô dự trữ, cái kho dự trữ của chính phủ liên bang là 75 triệu barrel, là cái thùng tonneau đó, 75 triệu cái thùng barrel để dự trữ cho cái phòng hồi cho nước Mỹ á, dự trữ dầu á, cái kho dự trữ dự trữ dầu á.
Và tổng thống cũng xin cái khoản ngân sách để hỗ trợ cho những cái bệnh viện, những người y sĩ nè, gọi là 75 tỷ nữa, thì có thể là xin thêm cái đó thêm đó, tại vì nó tốn kém nhiều quá, thì xin thêm. Và cho những cái nơi nào mà vấn đề healthcare, lo về healthcare, do lo về sức khỏe. Và cái lệnh bây giờ là cũng thông thả ra là những cái người mà có cái bệnh lúc trước mà nó chưa có đến nghi ngặt đó, để tạm giữ lại để chừa những cái giường bệnh cho những người mà về dịch Vũ Hán lúc trước đó, thì hôm nay có thể là đi chữa lại, đi bác sĩ lại bình thường được, tại vì những cái bệnh viện đó nó cũng có cái có cái phòng rồi để chữa cho những người đó, như là dư ra đó, mà những cái phòng dự trữ để cho cái bệnh Vũ Hán mà nó tăng lên ấy, thì cũng đã có, thành ra hôm nay là được đi những người mà chữa những cái bệnh mà không khẩn cấp như lúc trước đó thì có thể đi đến bệnh viện. Cũng xin thêm một cái ngân khoản nữa là 30 tỷ cho cái hệ thống healthcare để lo cho sức khỏe đó, là thêm 30 tỷ đô la nữa. Và có một cái ngân khoản là 1,4 tỷ để mà hỗ trợ cho những cái trung tâm y tế cộng đồng đó, chính là những người nghèo được tới khám đó, thì những cái đó 1,4 tỷ đó để hỗ trợ cho đa số là cái những cái vùng mà người da màu đó, người người Mỹ Phi Châu và người Mễ, người nói tiếng Tây Ban Nha rồi đó, là 1,4 tỷ. Và tổng thống với lại cái đội ứng phó của tổng thống và phó tổng thống cũng nói chuyện hết tất cả 50 thống đốc tiểu bang á, để mà có một cái kế hoạch nào để mà chống lại cái bệnh dịch này nó cho nó hữu hiệu mà nó nhanh á, thì cũng có họp để nói chuyện chung với nhau. Bây giờ những cái cuộc nói chuyện đó nó có kết quả rất là tốt, rất là hữu ích. Và thống thấp á, cũng có tổng thống á, cũng ở cái chính phủ liên bang á, cũng cung cấp cho mỗi tiểu bang và nhiều nơi đem những cái máy mà cái loại cái phòng thí nghiệm là những cái máy test tới nhiều tiểu bang đó, để mà thuận tiện cho tiểu bang, và có rất nhiều nơi để mà những người mà cần thử đến nó thử cho nó gần, nó tiện. Và cái phòng mà thử những cái test đó là điều khiển những cái laboratory giống như cái phòng thí nghiệm hay là những cái máy test đó, là đó là cái bổn phận của chính phủ từng tiểu bang. Mà nếu mà chính phủ tiểu bang mà gặp cái gì trở ngại đó thì liên bang sẽ hỗ trợ và cùng làm việc với tiểu bang, nhưng mà cái đó là trách nhiệm đó, bổn phận là của những thống đốc để lo những cái đó. Và tổng thống cũng nói là những cái tiểu bang á thì phải tự lo liệu và dự trữ những cái đồ cần thiết của mình, tại vì tiểu bang á là cũng phải có cách trách nhiệm đó chứ không phải là để cho tiểu bang liên bang hết. Tuy nhiên mà nếu mà cái nhu cầu mà cần thiết á, thì liên bang cũng hỗ trợ, nhưng mà tiểu bang phải có cái trách nhiệm để mà mua những cái đồ đó và để dự trữ để phòng ngừa những cái biến cố gì nó xảy ra. Và tổng thống cũng nói là thống đốc của Maryland á, của tiểu bang Maryland đó, thì không có làm việc được lúc đầu, nhưng mà bây giờ thì học á, hiểu là cũng làm cũng được. Tuy nhiên cái thống đốc ở tiểu bang Illinois là cái thành phố Chicago đó, thì thống đốc đó làm việc rất là, ông thống đốc đó, cái người thống đốc ở đó làm việc rất là tệ, không có biết cách làm việc cái gì cũng đòi, cái gì cũng đòi, cái đòi cho người khác làm giùm á, cũng như là muốn cho liên bang nào làm giùm, nhưng mà không có hiểu được cái hệ thống làm việc là cái gì. Và những cái đồ dụng cụ mà đem tới á, thì ông thống đốc, cái người thống đốc Illinois cũng không biết cách sử dụng, cũng không biết xài nữa. Ông thống đốc New York, ông Cuomo, thì ông có nói chuyện với lại tổng thống, thì ông cũng cảm ơn rồi. Thì nội ra cái tiểu bang á, của nữ ước ở New York á, là nó có là 300 cái phòng thí nghiệm và cái chỗ thử á, nội cái tiểu bang này, cái là của tiểu bang New York không á, thì ông thống đốc Cuomo ông nói cái tình trạng của New York bây giờ nó rất ổn định, rất là tốt. Và ngày mai á, ông thống đốc Cuomo của nữ ước ông dẫn phái đoàn của ông đến để gặp tổng thống ở trong tòa Bạch Cung, cùng cái phái đoàn đó vào khoảng chắc trưa mai để nói chuyện với lại tổng thống. Và những cái máy trợ thở của Mỹ bây giờ có dư rất là nhiều rồi, cũng 10.000 máy, nhưng mà trong lúc này sau tổng thống nhắc lại không ai nhắc tới cái máy trợ thở lúc trước đó, thì cái lúc mà khó khăn á thì cứ nói máy trợ thở hoài. Bây giờ những cái tin tức rồi cũng im đó, không nói. Bây giờ máy trợ thở của nước Mỹ á,
dư khoảng 10.000 cái, và dùng cái đó để gửi qua bên bên Mỹ nè, bên Ý nè, và nhiều nước khác. Những cái nước đó nó không có chế được đó, nó rất là cần cái máy trợ thở này, thì nước Mỹ sẽ đi đến để đem đến để trợ giúp cho những nước đó. Và hiện giờ Mỹ vẫn tiếp tục sản xuất máy trợ thở hàng ngàn cái vậy đó. Rồi cái máy trợ thở rất là tốt, mà cái máy trợ thở đúng ra là làm đó là nó có cái thời gian lâu lắm, khó, mà vừa mắc vừa khó, mà làm lâu cũng cả năm đồng, cả năm mới được lần. Tuy nhiên mà nhờ cái luật sản xuất quốc phòng ở thành ra tổng thống thúc giục thúc đẩy những cái công ty nó sản xuất rất là nhanh, tại bây giờ mình sản xuất ra rất là nhiều. Mình nói bây giờ là dư máy trợ thở là không ép tới nữa. Tuy nhiên á, từ cái lúc khó khăn đó thì liên bang cũng cung cấp máy trợ thở đầy đủ, nhưng mà không có may mắn như vậy. Và một số cơ quan truyền thông á, họ xuyên tạc, không có nói đúng sự thật á, là nó không có công bằng cho chính phủ. Và tổng thống cũng nói á, từ cái ngày mà xảy ra cái cơn dịch này á, không có một nạn nhân nào mà khi cần đến máy trợ thở mà là không có hết á, phải cần là có. Thì mấy ngày mấy bữa trước tổng thống Bóc Cô Mô ông cũng tự xác nhận là như vậy. Và bây giờ là tổng thống nói là nước Mỹ đó bây giờ trong cái mức độ bây giờ là mức độ an toàn, trong nhiều tiểu bang á, đa số những tiểu bang trong cái mức độ an toàn rồi, kìm hãm lại được cho nó giảm đó. Thì những tiểu bang mà cần á thì sẽ liên bang sẽ sẵn sàng hỗ trợ. Và có một số câu hỏi của báo chí thì nó hỏi thì bên Tàu này nọ đó, Tàu Cộng á, thì tổng thống cũng nói cái với lại bà bác sĩ bà cũng nói thì cái số mà Tàu mà nó công bố như vậy á, nó không có đúng sự thật. Nếu mà nó công bố mà sớm á, khi mà nó biết mà nó công bố liền á, thì nó giảm đến cái nhân mạng và cái thiệt hại. Tuy nhiên Tàu là một cái tổ chức đó, nó cái nước Tàu là nó giấu giếm á, thành ra nó không có công bố sự thật, thành nó xảy ra nhiều cái sự thiệt hại cho thế giới như vậy. Thì là sau cũng có một số phóng viên đã hỏi vậy, tổng thống cũng cái than phiền với lại cái bà Nancy Pelosi, bà đó là chủ tịch hạ viện đó, thì tổng thống cũng nói là bà đáng lẽ là bà phải kêu những cái người trong quốc hội lại để họp để mà lo cho dân, lo bầu cho những cái ngân khoản để hỗ trợ cho người dân. Tuy nhiên bà không có đó, bà ở nhà, bà còn lên truyền thông bà nói nữa, bà là người quá là rất là quá tệ. Tổng thống chê bà ra, nói là xin lỗi bà Nancy Pelosi ở San Francisco á. Có người cũng hỏi là khi mà tổng thống là tại sao đóng cửa trễ rồi, và cũng giống cái hỏi đi vòng vậy, thì tổng thống cũng nói là tổng thống là người đóng đóng sớm, trước các sự tích mà đóng cửa từ bên chặn từ bên Tàu qua là sớm nhất rồi, nó chưa có xảy ra những cái người chết mà tổng thống đã cho chặn lại rồi. Mà trong lúc tổng thống chặn là bà Nancy Pelosi, bà dẫn đi ra cái phố Tàu đó, là bà còn khuyến khích người ta đi ra nữa, và đừng có tin cái những cái sự hướng dẫn của lãnh đạo của nước Mỹ là ông tổng thống. Sau thì tức như là tổng thống muốn nói ý là ông đã làm sớm rồi, ông làm tốt rồi, nhưng mà chê thì mấy người mà không không có thích á, chống lại thì là cứ chơi thôi. Thì mình hôm nay mình tóm tắt lại cái cuộc họp báo bữa nay, thì tổng thống nói thì ngắn thôi, nhưng mà họp báo thì nói là rất là nhiều, hỏi qua hỏi lại thì nó cũng những cái câu chuyện cũ đó. Thì tóm lại thì bữa nay cũng có cuộc họp như vậy, và tổng thống cũng nói chuyện với 50 thống đốc, và cái sự hướng dẫn đó của liên bang đó, cái sự hướng dẫn để bảo vệ sức khỏe thì có họp lại hết và lấy những ý kiến rất là tốt, thuận lợi. Thành ra mỗi cái tiểu bang đó, nếu mà mở ra thì mở từng giai đoạn 1, 2, 3 tùy theo của mỗi tiểu bang.
tiểu bang đó là những tiểu bang là những nơi quyết định và gửi ra những cái phòng lab như là cái phòng thử nghiệm đó, thì với lại cái máy thí nghiệm thì test ra là nhiều địa phương để nó gần hơn. Và những cái test đó, bây giờ Mỹ đang sản xuất rất là nhiều và rất là nhanh, trong vòng 1-2 tuần nữa là có rất là nhiều dư thừa đó, là rất là nhiều ra, không có thiếu thốn nữa. Và không có người là nói tại sao cái tiểu bang Maryland là mua 600.000 cái bộ test từ ở Nam Hàn, thì tổng thống nó cũng nói là cái tiểu bang nó mua là tiểu bang cái người thống đốc nó mua là mua thôi, chứ cũng không có người ta thắc mắc, thì bây giờ tiểu bang cũng có quyền mua vậy thôi. Thì hôm nay là mình nói tới đây, tạm chấm dứt, xin chúc quý vị anh chị em một buổi tối an lành, hạnh phúc gia đình với người thân, và hẹn tất cả quý vị anh chị em trong cái video kỳ tới.